hàng loạt ngôi sao đã và đang gắn bó với Arsenal bày tỏ sự luyến tiếc khi huấn luyện viên Van Zee chính thức chia tay câu lạc bộ vào cuối mùa này. Tiền vệ Jack Wilshere đã viết: "Gửi đến người đã trao cho tôi cơ hội khi mới 16 tuổi, người đã có niềm tin rất lớn dành cho tôi. Người là một quý ông, luôn như là một người cha trong những quãng thời gian tôi gặp khó khăn. Người luôn tin tôi, trong khi những người khác thì không như vậy. Xin cảm ơn, thưa huấn luyện viên. Chúng tôi cảm thấy rất buồn." Trong khi đó, hậu vệ biên người Tây Ban Nha Hector Bellerin lại chia sẻ: "Một ngày buồn với cá nhân tôi mãi mang nợ ân tình với ông. Ông đã tin tưởng và cho tôi nhiều điều kiện để tiến bộ. Xin cảm ơn vì tất cả những kỷ niệm đã qua, vì tất cả những danh hiệu đã có, thưa huấn luyện viên." Cựu tiền đạo người Nigeria Nwankwo Kanu: "Sẽ khó có ai có thể thay thế được. Chơi bóng cho Arsenal dưới thời Van Zee luôn là giai đoạn tốt nhất trong sự nghiệp của tôi. Hai danh hiệu vô địch quốc gia, hai cúp FA, một mùa giải bất khả chiến bại. Chơi bóng với những cầu thủ xuất sắc hàng đầu. Câu lạc bộ đã có tầm ảnh hưởng đến hàng triệu người hâm mộ châu Phi." Trong khi đó, trung phong Robin Van Persie cũng đã bày tỏ tình cảm: "Cảm ơn Arsene vì ông đã luôn dành niềm tin cho tôi trong suốt nhiều năm. Ông là người rất đặc biệt, là huấn luyện viên xuất sắc nhất. Chắc chắn là như vậy." Và trung vệ người Đức Per Mertesacker đã viết: "Thưa huấn luyện viên, gần đây tôi đã nói rằng ông là người đã gây ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của tôi. Ông đã dạy tôi làm sao để thành một đầu tàu, một đội trưởng tốt. Một ngày có quá nhiều cảm xúc. Ông đã cống hiến quá nhiều cho câu lạc bộ và tôi tự hào vì được làm một phần trong chặng đường đã qua. Cảm ơn ông rất nhiều, Arsene."